mấy cục pin chế lấy từ lạy cam ra bỏ vô đây đấu nối tiếp lại thành 12V sạc trước giờ xài được, hôm nay sạc không vô để lâu nó nổ xì than tùm lum luôn. Còn dòng nữa đấy, rồi nổ bên này nè, bay than tùm lum, có lủng cái lò không nè. Đây, ôi ôi, bánh xác luôn à. Đây, tè le cái đít cái nồi luôn rồi. Vì là nó lâu lắm á, nổ bành. Nó cháy luôn cái ấy đây mà, cháy luôn cái đít nồi luôn. Khét lẹt luôn. Nè. Cháy luôn. Dữ vậy ta. Tháo ra coi nó cháy tới cỡ nào à. Quá trời cháy luôn, thui luôn. Sạc pin mà nó cháy cũng là tiêu à. Chưa chế gì cái micro để hát à. Anh chặn hết rồi. Wow. Trời ơi. Xong hết rồi. À, trời ơi. Cháy nổ luôn rồi còn gì nữa. Trời ơi. Cháy luôn. Pin lại cam bỏ rồi. Cháy luôn hai cái miếng xốp nóng dữ lắm luôn, nó bốc lửa trong này. Ôi. Toàn một cái lẹ rồi. Bluetooth rồi, bên được hết rồi. Đây là một mặt MP3. Có công sức luôn rồi mà. Quá trời rồi. Cái đồng cực kêu, nghe cái bát cực âm rồi. Cháy luôn. Cháy luôn. Rất nguy hiểm luôn. Ba cái pin điện thoại nguy hiểm thiệt luôn. Mình cũng dè dặt lắm, hôm sơ ý một tí chảy pin rất nguy hiểm. Banh xác luôn. Mình tính là 3 viên nối tiếp thì nó tương đương với 12V rồi. Để về xài phù cái dòng mạnh lắm các bạn, nhìn pin lai cam cục hai này vô cái cục adapter này nó xuống 12V nó sạc cho cái pin thấy gì một thiệt chứ. Cháy nổ như thường hết trơn. Cắm điện thử rồi cả. Cháy từ cái lò vít trên mặt trên thì không biết, dưới thì thu thù lùi luôn. Ôi, không hình dung được cái loa của nhà mình nữa. Được. Còn mùi khét lẹt. Lấy 12V kẹp cho thử rồi còn kêu
trừ ra ha. Chế pin là thôi, vệ sinh chế là thôi, không có vấn đề gì, còn xài được.